Kính thưa quý vị và các bạn, trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn coi trọng đạo đức, vì đạo đức đã hình thành nên các chuẩn mực có giá trị tốt đẹp trong mối quan hệ gia đình, cộng đồng, xã hội, phù hợp với yêu cầu tồn tại và phát triển của dân tộc. Đó là truyền thống yêu quê hương đất nước, đoàn kết, dũng cảm, kiên cường, thủy chung, nhân ái, quý trọng nghĩa tình, yêu lao động, hiếu học, sáng tạo, gắn bó với thiên nhiên và với cộng đồng. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng và giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam phù hợp với thực tiễn, hoàn cảnh lịch sử của đất nước Việt Nam. Cùng với đó là sự tiếp thu, tiếp biến và vận dụng sáng tạo những tinh hoa văn hóa của nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành bởi tư duy, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của Bác Hồ. Đó cũng là quá trình tiếp thu, làm giàu, rèn luyện từ học tập, nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn, khám phá các quy luật vận động, đời sống văn hóa xã hội và cuộc đấu tranh của các dân tộc vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội, để khái quát thành lý luận, đem lý luận chỉ đạo hoạt động thực tiễn, kiểm nghiệm trong thực tiễn, nên mang giá trị khách quan, cách mạng và khoa học. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng và đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước. Trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò và tầm quan trọng của việc giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, tư tưởng, văn hóa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị khóa 10 ban hành chỉ thị số 06 ngày 7 tháng 11 năm 2006 về tổ chức cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và ngày 14 tháng 5 năm 2011, Bộ Chính trị khóa 11 ban hành chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở đó, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với chỉ thị số 05, nhiều nghị quyết, quy định, kế hoạch và hướng dẫn liên quan cũng được ban hành nhằm cụ thể hóa và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong chương mục giới thiệu sách kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách trong tủ sách xã, phường, thị trấn với nhan đề Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tái bản có sửa chữa bổ sung của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành. Quyển sách Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tái bản có sửa chữa bổ sung, nói về các văn bản mới nhất của Trung ương Đảng, của Ban Tuyên giáo Trung ương và một số cơ quan chỉ đạo về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu học tập quán triệt của các cấp các ngành, của cán bộ đảng viên và nhân dân. Quyển sách Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tái bản có sửa chữa bổ sung, gồm có 3 phần như sau. Phần thứ nhất, các văn bản của Trung ương Đảng. Phần thứ hai, các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Phần thứ ba, các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Sách dày 206 trang, khổ 12,5 x 20,5 cm do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách
sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tái bản có sửa chữa, bổ sung.